Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sun Studio và mình là MC Hằng Uông. Và như vậy là chúng ta đã bước qua giai đoạn nửa đầu của năm 2020 rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có rất là nhiều những sự lựa chọn đáng chú ý cho những chiếc smartphone. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đánh giá xem ở thời điểm hiện tại thì iPhone 11 có còn là sự lựa chọn đáng mua không? Và chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé! Chúng ta hãy cùng nhau xét về mặt thiết kế. Ở trên chiếc điện thoại iPhone 11 thì Apple đã sử dụng lại lớp vỏ của iPhone XR cho chiếc điện thoại iPhone 11 với khung máy được làm từ nhôm và kính. Và bên cạnh đó thì chiếc máy này còn có thiết kế màn hình tai thỏ LCD với kích thước đó là 6,1 inch, tấm nền đó là Liquid Retina quen thuộc. Nhưng khi lật lại chiếc điện thoại iPhone 11 thì các bạn sẽ thấy rõ được sự khác biệt của chiếc máy này khi đem so với chiếc điện thoại iPhone XR. Đó là một cụm camera kép được đặt trong khung vuông. Trong khi ống kính đơn của chiếc điện thoại iPhone XR chứng minh đây là chiếc điện thoại iPhone giá rẻ thì ống kính kép của chiếc điện thoại iPhone 11 đã giúp cho chiếc máy này trông cao cấp hơn cũng như là sang trọng hơn đáng kể. Và có lẽ rằng Apple cũng đã dự đoán trước được rằng một số người dùng sẽ không mấy ấn tượng với thiết kế này của iPhone 11. Do đó để có thể gây được sự chú ý nhiều hơn thì Apple đã tinh tế bổ sung thêm phiên bản màu sắc cho chiếc điện thoại này bao gồm đen, đỏ, trắng, vàng và tím oải hương cũng như là xanh bạc hà. Và tất nhiên là tông màu đỏ vẫn là tông màu tiêu chuẩn cũng như là chủ lực của điện thoại này. Như đã nói thì chiếc điện thoại iPhone 11 của chúng ta được trang bị màn hình là IPS LCD của iPhone XR giúp có thể cắt giảm đi chi phí khá là nhiều. Và mặc dù không mấy sinh động bằng OLED nhưng mà tấm nền LCD vẫn cho chúng ta có được màu sắc tốt cũng như là rõ ràng. Và nhằm để có thể mang tới trải nghiệm tác vụ tốt hơn cho nên là Apple đã tích hợp công nghệ màn hình đó là True Tone giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng màn hình một cách phù hợp nhất. Và nhờ đó mà khi sử dụng trong thời gian dài thì các bạn sẽ không cảm thấy quá là khó chịu hay là bị đau mắt nữa. Và hứa hẹn là người dùng chúng ta sẽ có một trải nghiệm khó quên khi sử dụng chiếc điện thoại này. Và tiếp theo, điểm thứ 3, chúng ta sẽ cùng nhau xét về cụm camera. iPhone 11 được tích hợp cụm camera kép bao gồm cảm biến góc rộng 12MP và cảm biến góc siêu rộng 12MP. Và thiết kế của camera kép này thì cũng to hơn thông thường và nằm gói gọn trong khung vuông giống như là iPhone 11 Pro hay là Pro Max. Và có lẽ rằng với việc thiết kế cụm camera to và nổi bật hơn so với iPhone 11 sẽ giúp cho người dùng chúng ta dễ dàng nhận dạng sản phẩm hơn. Và mặt khác thì Apple luôn muốn mang tới cho người dùng một cái làn gió mới trên siêu phẩm 2019 này thay vì việc đó là giữ nguyên si vỏ cũ của dòng iPhone X. Và mặc dù có nhiều ý kiến chê trách về thiết kế của cụm camera sau, tuy nhiên thì chất lượng cũng như là khả năng chụp ảnh chất lượng lại vô cùng là đáng kể. Và đây thì cũng là lần đầu tiên mà Apple đã trang bị ống kính góc siêu rộng trên dòng smartphone của họ là iPhone. Và với người dùng Android thì ống kính góc siêu rộng khá là quen thuộc, nhưng với người dùng iOS thì đây hẳn là một bước ngoặt lớn. Camera selfie thì cũng đã được cải tiến lên và đã được nâng cấp lên độ phân giải lên tới là 12MP, tạo điều kiện cho các bức ảnh có được góc rộng khi mà các bạn xoay điện thoại sang ngang. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể chụp ảnh selfie ở chế độ chuyển động chậm mà Apple đang gọi với định nghĩa mới đó là Slow Fuse. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những thông số cấu hình. Giống như iPhone 11 Pro và Pro Max thì iPhone 11 của chúng ta cũng được trang bị bộ vi xử lý đó là A13 Bionic mạnh mẽ bên trong. Và sức mạnh của con chip này có lẽ là cũng không cần phải bàn cãi quá nhiều khi đây vẫn là một trong những cái bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại của nhà táo. Và ngoài ra thì với việc đây là một chiếc flagship chưa tới 2 năm tuổi thì máy hoàn toàn có thể được hỗ trợ phần mềm từ 4 cho đến 5 năm nữa theo vòng đời hỗ trợ của Apple. Và chính vì vậy mà đây sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn nếu như các bạn muốn lựa chọn cho mình một smartphone có thể sử dụng lâu dài. Và cuối cùng, có lẽ là chúng ta không thể bỏ qua khi đánh giá về viên pin. Khi nói đến thời lượng pin của iPhone 11, hẳn là nhiều người sẽ ao ước rằng máy sẽ được trang bị một viên pin tốt giống như là chiếc điện thoại iPhone XR đã được cho là có thời lượng pin xuất sắc nhất trong các dòng iPhone ở thời điểm hiện tại. Và theo như những gì mà Apple chia sẻ, thì iPhone 11 sẽ có thời lượng pin trâu hơn là 1 giờ so với chiếc điện thoại iPhone XR, một điểm vô cùng ấn tượng khi mà bản thân iPhone XR đã là một sản phẩm có thời lượng pin rất là trâu bò rồi. Chính vì vậy mà chiếc máy này sẽ hoàn toàn có thể đáp ứng rất thoải mái nhu cầu sử dụng của chúng ta trong vòng từ 1,5 cho đến 2 ngày, vô cùng là thoải mái. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những điểm khiến cho chiếc điện thoại iPhone 11 trở nên đáng mua trong thời điểm hiện tại. Các bạn thấy như thế nào hay là các bạn có ý kiến nào khác không? Các bạn có muốn sở hữu em điện thoại này giống như mình không? Thì hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên đó là hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.